Sẽ làm lại từ đầu nha. Thì mọi người bấm vào cái new design file, nó ra một cái file mới cho mình. Mình chọn vào cái ô vuông này nè, gạch 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 hình lưới này, để mình tạo ra một cái màn hình để mình thiết kế. Đây mình chọn cái desktop, bấm control để phóng to, bấm control và lăn chuột để phóng to phóng nhỏ. Shift, đè shift và lăn chuột là để đi qua đi lại này. Ở đây ở cái màn hình desktop này đúng không, mình muốn ghi một cái chữ nào đó đây, mình gắn vào chữ T, mình kéo ra. Bên này nó sẽ có cái nhiều cái để mình chỉnh. Nhất là test này, Roboto này là chỉnh kiểu chữ này, nhiều kiểu chữ trên này đúng không, mình thích chỉnh nào mình chỉnh. Rồi cái đây số 12 đây mình sẽ chỉnh cái cỡ chữ của nó. Còn cái này là đỉnh canh, cái này là đang canh chữ bên trái này, canh chữ ở giữa này và canh chữ bên phải này. Còn mấy cái như là ở lại top, ở lại middle là nó canh cho đúng cái giữa này luôn, đúng giữa của cái khung mình đẩy ra luôn. Cái này là canh xuống dưới lại. Đấy, còn bên này, chỗ này nó có nhiều cái như là gạch chân này, gạch giữa này, rồi danh sách này, dấu chấm này, danh sách số này. Đấy, bên này là chữ in hoa này, chữ thường này, hoa chữ đậu này. Đấy, nhiều cái đúng không? Nó còn rất nhiều, người có thể tự nghiên cứu từ từ. Đây, ở đây là mình chỉnh cái màu chữ, chỉnh màu gì tùy thích. Đây là chỉnh độ sáng của cái màu đó. Đây, ví dụ màu đỏ này đây, khi mà ghi chữ ra thì nó ra màu đỏ này đúng không? Ok, giờ tới Store. Store này là cái gì? Store này nó là một cái viền bao quanh cái chữ đó. Store này để tới mình nói qua bên cái ấy đi, cái ấy nó dễ hơn. Đây, mình sẽ tạo ra những cái này là chữ rồi đúng không? Ở đây là những cái khung mà mình tạo ra này. Line là một cái đường kẻ. Đây, line này, line là một cái đường thẳng này, hoặc là một cái đường gì đó mình làm thích vẽ một cái đường gì mình vẽ đúng không? Đây là line. Ở line này mình chỉnh cho nó cái này là cái này là độ dày này, độ dày 10 đi, thấy nó dày lên thấy không, chỉnh màu được, chỉnh canh giữa, chỉnh kiểu, đây mũi tên này, đây đi. Bây giờ tới cái khung, đây là ellipse, mình chọn hình ellipse tùy theo cách mình vẽ thôi. Đây là hình ngôi sao này, hình tam giác này, hình vuông này, đây hình vuông đúng không? Ở trong cái học cái HTML á, CSS á, thì nó có cái bao góc là border radius, bên này nó cũng bao góc được cho mình luôn. Mình bấm vào đây mình chọn cái độ bao góc cho nó, mình chọn 30, thấy không? Nó bao góc lại cho mình một khúc này, chọn 50 đi, thấy nó bao góc cho mình rồi này. Ngoài ra mình sẽ có thể chỉnh kích thước cho nó, mình chỉnh trên cái thông số trên này cũng được, hoặc là mình kéo to kéo nhỏ này cũng được. Ở đây chỉnh màu rồi. Store là một cái viền bao quanh á, bây giờ mình cho nó viền bao quanh màu đỏ đây. Đây thấy nó có một cái viền màu đỏ bao quanh không, đây là cái store. Rồi cái effect này là đây mình sẽ chỉnh đây, thì sẽ chỉnh là cái bóng của hình này. Cái bóng này mình sẽ cho nó cái màu đen màu đỏ đi. Đây nó có một cái bóng việt mỏ màu đỏ này thấy không, thì tùy theo cái cách mà mình canh chỉnh ngay cái chỗ này nè, canh chỉnh bên trong này nè, XE này là để mình chỉnh cái bóng của nó như thế nào. Người ta chỉnh hoặc không chỉnh cũng được. Còn gì nữa nha, cái hình đây là chuyển sang con chuột sang hình bàn tay này. Này là một thêm một cái comment để mình không bị quên cái chỗ đó là cái gì vậy? Bật mic lên.
Rồi ai ít cho mình nha. Ok. Có hỏi gì không mọi người? Mấy cái này sao test trên ấy thôi. Thêm hình vô đúng không? Bây giờ nếu mà muốn thêm hình vô thì thêm như thế nào? Thêm hình vô này. Bây giờ bấm vào đây. Mình chọn một cái hình trong này. Hoặc là mọi người có một cái hình ở ngoài rồi. Mình lên trên Google, mình lấy một cái hình, sau đó mình copy và mình dán vô cũng được. Copy dán vô đây, copy dán vô đây là được. À, mình đây, để mình xem mình còn hình đây. Để mình chỉ. Mình có một cái hình sẵn đây. Đây ví dụ mình có một cái hình sẵn nè, hình logo nè. Để mình kéo logo mình băng vô đây. Đấy, cái ảnh nó sẽ ra bên này và mình tùy chỉnh, mình sẽ chỉnh chỉnh sao cũng được. Chỉnh to chỉnh nhỏ cho cái ảnh, chỉnh to chỉnh nhỏ. Đây là ảnh đúng không? À, giờ được cái gì nữa nha. À, giờ mình sẽ thiết kế luôn đi nhờ. À, bây giờ ví dụ mọi người lỡ tay mọi người tắt cái này đi, mình tìm nó ở đâu thì nó ở đây, nó ngay bên dưới này nè. Đây nó là cái này mình vừa ấy này. Nó sẽ tự động nó lưu cho mình ha. Đây nó vẫn là một cái hình như vậy. Thì làm một cái trang web mà có thể là một cái này chỉ là làm cái gì là cái giao diện ban đầu thôi, cho nên mình chỉ có thể là làm cái hình hiển thị thôi đúng không? Mình muốn làm mà nó kéo lên kéo xuống được ấy, thì mình kéo cái này dài ra này, nhất là kéo cái này dài ra đúng không, để mình bỏ hình vô trong này, bỏ mấy cái hình vô đây. Bây giờ mình bỏ mấy cái hình này vô. Là cái trang trắng trắng đó tạo sao vậy? Cái trang trắng trắng này nè hả? Cái trang này để làm nữa đúng không? Thì bấm vào đây, đó là cái hình này nè, frame này, bấm vô đây, nó hiện ra cho mình muốn tạo một cái trang như nào. Thì mình tạo một cái trang desktop, mình bấm vô đây, thì đây nó sẽ tạo ra một cái trang desktop cho mình nè, để cho mình thiết kế vô trong này, mình chỉnh cho nó cái khung nó cũng được. Đây. Đây mình muốn nó khi mà hiển thị lên nó kéo lên kéo xuống được đúng không, thì mình cho hết cái đống này mình select vô một cái frame đây, frame selection này, bấm vô đây thì ra một cái frame khi mà mình chạy lên á. Đây, chạy lên này nó sẽ hiển thị cho mình đây cái thời kéo lên kéo xuống được này, lăn chuột ha, lăn chuột là kéo lên kéo xuống này được chưa. Mình không muốn nó off frame nữa, bấm vào chuột phải vào, bấm vào ungroup là mất cái frame đó đi. Để làm mình chỉ cần thiết kế layout thôi, cho nên mình không cần phải qua cái, không phải nói tới cái prototype đâu ha, thiết kế layout thôi mà. Nói đi Phương. Cái frame selection đó là mình chọn vô xong mình bấm chuột phải đúng không? Đúng rồi. Đây bấm, một bấm, cái bấm chuột phải rồi mình bấm cái frame selection nó sẽ hiện ra full màn hình luôn. Đúng rồi, đây nè. Mình chọn một cái, những cái mà mình muốn cho nó thành một cái frame. Đây mình bấm chuột phải vô, mình bấm vô, nó vô frame selection chưa, okay. là nó nhóm một cái đống này thành một cái frame đấy. Rồi để cái mà kéo kéo ngang
ngang thì sao? Cái ngang sẽ xếp như vậy đây, cho nó màu khác. Này để mà kéo kéo ngang qua được á thì bấm cái này, mình bấm cần cho shift alt là mình sẽ chọn thêm một cái nữa, chọn chung với nhiều cái á, cần cho shift alt đúng không, bấm vô rồi này, cần cho shift alt để dấu luôn nha, bấm vô rồi chọn ba cái này rồi bấm chuột phải, bấm frame selection rồi ok, sau đó chạy này lên. Ở đâu rồi nhỉ? Để chọn cái này. Off frame selection rồi chạy được nè, không được rồi đây, làm cái mới đi này, đó là cái desktop mới này, ở trong đây mình làm mấy cái khuôn đây, một cái khuôn copy đi ra. Còn nó một cái frame rồi mình chạy thằng này thử, ồ mà không được, chắc mọi người không cần làm cái này đâu, làm giao diện nên mà không cần làm cái kéo kéo này đâu, đâu có không sao mình quên cái này đâu. Bây giờ Lâu để mình lưu hả, mình thiết kế xong nó tự lưu à, nó tự lưu cho mình luôn. vậy còn cái bài assignment 1 á, mình nộp á là mình nộp nguyên cái file đó Mình một đúng không, đây nè, bây giờ mình làm ra một cái này đúng không, mình làm ra ví dụ mình làm ra một cái trang dài như vậy rồi, làm ra xong rồi bấm vô cái này nè, bấm vô cái trang đó, bấm vào export nè, export dưới này, đây nó sẽ tạo ra mình cái một là một nhân là cái tỷ lệ kích thước nè, png là cái ảnh ảnh không chân, rồi bấm export desktop trừ một là nó đẩy ra cho mình một cái ảnh rồi mình lưu lại ở đâu đó trên này, rồi mình ép vô trong cái Word á, nộp. Đây giống như bây giờ mình hướng dẫn mọi người làm cái web ấy luôn nhiều, đợi tí. Sẽ tìm một cái web mới nha. Một cái web đơn giản thôi.
Đây, bây giờ mình đây như một cái hình như vậy thì mình thiết kế trong đó mình thiết kế làm sao? Là về đúng không? Vào trong này mình thiết kế. Đầu tiên thấy nó có một cái khung ở trên này. Đây một cái khung ở trên. Ở đây mình tạo ra một cái khung ở trên trước. Mình tạo ra một cái khung ở trên trước này. Đây một cái khung đúng không? Rồi màu gì? Màu hồng. À, cái này nó là hai hai màu ấy, màu lon từ màu này sang màu khác ấy. Lên màu hồng đi. Đây, mình để màu này đi. Rồi nó có một cái chữ bingo. Một chữ bingo này. Ở đây mình tạo ra cái chữ bingo này. Đây, mình chỉnh cái chữ nó lên 36 đi. Cái chữ là bingo. Đây, căn ở giữa. Và còn nhỏ quá. Đây một chữ bingo đúng không? Rồi tiếp đến là cái gì? Là một cái khung vậy. Có một cái icon trong này. Một khung. Khung này mình cũng tạo ra một cái khung. Đây mình tạo ra một cái khung. Khung này nó cho màu trắng. Mình cho thêm một cái viền đi. Một cái viền màu đen. À, trong này cái viền này dài khoảng 0,5 thôi. Đây là một cái khung. Khung này bo góc lại. Bo góc lại mình cho bo góc ở đây. Góc là 5 thôi. Đấy một cái icon. Icon như chỗ này. Mình có thể đi kiếm cái ảnh của cái ảnh của cái icon đó, mình ép vô mình để đây. Rồi mình tự làm cái luôn cũng được. Đây mình nghĩ là cái hình tròn này. Một hình tròn đúng không? Sau đó mình vẽ thêm một cái đường ở đây. Ra cái cần tìm kiếm này. Rồi chỉnh cho nó chỉnh màu cho nó cần tìm kiếm này một cái dòng ở ngoài màu xám ở trong là màu trắng thì mình chỉnh thằng này là màu trắng mình chỉnh xin stone này mình cho ở ngoài nó là màu xám này bên trong thằng này mình cho nó là màu trắng đây thì ra được cái dòng này cho này lên 2 đi đây một cái dòng tìm kiếm đúng không. Rồi cái thanh này, cái cây. Cái này cũng làm. Cái thanh này cho nó màu xám. Đây. Đấy, bây giờ nó ra một cái khung tìm kiếm này nè. Tiếp đến là những cái chữ ở bên dưới. Những cái chữ bên dưới này thì viết ra một chữ chữ này nó là vitamin tổng hợp chỉnh cái cỡ chữ lại 18 thôi vitamin tổng hợp chỉnh cho nó hơn đây rồi tigi vitamin D3 chữ tigi gì chữ vitamin D3 hay là mấy chữ khác bên này bây giờ tới một cái khung này cái hình người này giờ khó vẽ quá thì mình làm sao mình đi kiếm cái hình đó cái quanh này cái quanh hình người đi ra cho mình
cho thêm cái manager nữa để ra cả thông chân. Đây cái này đi, bấm vô mình đào nó về. Này mình đào nó về được rồi nè, sau đó mình lên đây mình lấy đó nè, này mới đào này về mình lấy này nè, ừ quá đúng không, cho nó nhỏ lại. Rồi để lên đây mình biết mình rồi. Này nó có một cái icon hình người Hòn Đức Thiện, một cái dòng này Hòn Đức Thiện, mọi người được biết là nữa. Đây một cái chữ Hòn Đức Thiện. Đây là một cái khu chứa chữ Diamond Member. Đây một cái khu chứa chữ Diamond Member và một cái hình kim cương. Kim cương này thì cũng tìm ảnh như cái thằng này thôi, anh cực khó được một cái khu để mình còn tạo một cái khu. Đây tạo một cái khu như vậy, màu gì, cái màu trắng bo góc nó lại, đây và nó màu trắng rồi ghi chữ vô nó thì mình thêm một cái hàng chữ vô đây, đây ghi chữ đài. Đây đây này bây giờ tới cái giỏ hàng. Cái giỏ hàng này thì cũng như cái hình này thôi, mình đi kiếm cái ảnh rồi mình quăng vô mình chỉnh kích thước lại cho nhỏ lại. Tới cái này đi, này cái này nó là một cái ảnh đúng không, kiếm lại một cái ảnh nha. Lưu nó về. Bỏ cái ảnh vô đây. Đây là không cái ảnh. Rồi hai cái khung này, hai cái hình tròn, cái mũi tên, hai tròn mũi tên. Rồi sáu cái chấm tròn bên dưới. Hai hình tròn mũi tên. Làm là hai hình tròn. Đây một cái hình tròn. Hai cái tròn một đi một chỉnh màu cho nó này, một đi một xuống đây bên này cũng vậy, một đi đó là một chấm. Bây giờ mở này rồi để chỉnh hai cái mũi tên nữa,
hai mũi tên thì để hai cái đường thẳng như đây, một đường như này cũng được, không thì lên mạng kiếm cái hình ảnh của cái mũi tên đó em bị rồi ra được hai cái hình hai bên, giờ sáu cái chấm tròn ở dưới cũng bị sáu cái chấm tròn rồi thôi, to này bị chấm về đây mình vẽ một chấm rồi mình copy ra cho nó đều. Trong một chấm hết cái chấm tròn thứ tư thì một đỏ đây. Chỉnh còn nhiều cái chỉnh một lần đi đây, chỉnh cho nó một chấm rồi thằng này mình cho nó màu đỏ là xong cái khúc chỗ này đúng không. Rồi tới bên này, tới bên này nó có một khung, hai khung, ba khung, bốn khung. Khung đầu là màu đỏ, mình cũng vô đây mình chỉnh, mình vẽ ra bốn cái khung đây. Đây mình vẽ ra bốn cái khung đây. Cái khung này đọc bên như nào. Yeah, thôi okay. Bây giờ cái khung này nhỏ và ba khung này lớn, cái con khung này thì khó canh chỉnh cái chỉnh thủ một khung này. Đây là màu đỏ, đấy là xong cái bố cục ngay chỗ này rồi. Giờ nó giống như vậy rồi đúng không, còn bo góc nó lại nữa, bo góc mấy cái khung này lại đây, bo góc nó lại để tôi đây đây đúng không. Mình bấm một cái chỗ đây á thì nó sẽ bo góc hết bốn góc luôn, để mà bo góc hai góc thôi á, hai góc ở trên này thôi. Mình chạy như đây, cái này đầu tiên là top này, top left này, top right này, rồi bottom left này, bottom left mình cho bằng không này, đây cũng bằng không này, đấy nó bo góc hai góc ở trên này này, dưới này cũng như vậy, còn bo góc hai góc ở dưới thôi. Mình chỉ cho hai cái trên là không. Rồi là tới cái tiếp theo, đây nó có những cái ô tròn ở trong có cái ảnh và ở dưới là có những cái chữ đúng không. Những cái ô tròn này tạo dễ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ô tròn, 7 8 ô tròn đây, để một cái ô tròn này. Thank you.
xe đi là 8 cái. Đây, một cái này. Đây là 8 cái. Anh chỉnh cho đều. Này, anh chỉnh đều rồi này. Giờ 8 câu tròn này đúng không? Bên dưới là có 8 hàng chữ. Đây 8 hàng chữ này. Cũng bấm vô test rồi mình ghi ra nó. Bây giờ tụi test này là mình ghi chữ ra. Đây mình ghi chữ Mỹ và Mỹ. Kép lại. Đấy thì mấy chữ khác nó cũng đơn giản như vậy. Giờ mình thu gõ cái này lại đi. Mấy của mình học thằng kéo xuống. Giờ mình chạy thử này lên đi. Xem nó ra cái gì chưa. Thấy nó ra được như vậy nè. À còn cái này nó không có hiện lên. Cái ảnh này. Cái này mình cho nó vô trong cái desktop này nó mới hiện lên nha. Đây. Đây một chữ gió hàng này. Bây giờ mình chạy này lên. Đây mọi người. Nó sẽ ra như vậy. Là phát thảo ra được cái bố cục của trang web rồi đúng không? Thì mọi người có thể tùy biến cách thiết kế như thế nào cũng được. Để sao nó đẹp là được rồi. Thiết kế theo những cái trang web đẹp sẵn đấy. Lựa ảnh cũng vậy. Ảnh cũng bao góc được đấy nha. Ảnh cũng bao góc lại được này. Bao lại gì cho nó khỏi khô. Còn cái gì nữa nhỉ? Mọi người có hỏi cái gì không? Cái bo góc hai viền trên là như nào vậy? Ông làm lại cho tôi coi. À, bây giờ cái ảnh này đây. Đây lấy cái ảnh này mình hỏi cho nó dễ nhìn. Đây, đây là bao góc 50 này. Thấy nó bao góc 4 góc rồi đúng không? Đây mình bấm vô cái ô chỗ này, có cái ô vuông này, bấm vào. Nó hiện ra bốn cái thông số. Cái đầu tiên á là top left là nó tính từ bên đây nè. Tới cái này là số 1. Đây từ. Đây là số 1. Là số 1. Thôi nói vậy được, nói vậy được. Ok. Đây, cái này là số 1, số 2, số 3, số 4. Nó tính theo như vậy á, từ đây qua đây. Bắt đầu là số 1 chỗ này. Thì vô cái này mình chỉnh theo cái số đó, mình chỉ muốn bao góc cái hai cái số 1 và số 2. Thì số 1, số 2 nè, số 3, số 4 mình sẽ để là 0. Để không bao góc hai cái số 3, số 4. Và số 3, số 4 mình muốn bao góc cái thông số khác bằng 100 đi. Ghi vô 100. Sẽ không khoảng góc hai cái ở dưới là 100 này, ở trên là 50 50 này. Rồi ông có chuyển được cái background màu hồng trên nó thành hai màu giống người ta Hai màu hả? không? Ừ. Trái màu hồng, phải màu tím. Trái màu hồng và tím. Nó chạy dần giống như cái web gốc của người ta ấy. Cái đó một là dùng ảnh hay là đi Photoshop, còn ba là ông dùng kiểu như đè màu lên ấy được đúng không, làm một cái khung này, cái khung này, khung này nó có một màu hồng đi khung này đấy. Giờ mình làm một cái khung mình đè lên trên nó thì nó mình cho nó một cái màu khác này. Đây nó chuyển hai màu này,
Còn mà muốn màu mà loang từ từ qua ấy thì cái đó phải dùng Photoshop rồi. Ok. Để Chứ mình nhìn nó cái vẫn này. được đó hắn. Vẫn được như chưa? Bữa không nhóm con làm thì. Nhưng mà tao quên cách sao. Ở trên mẹ nó cũng có chỉ nữa, nên chẳng đi chút xíu, hình như là cái công cụ nào ở bên cái màu á. Đây là cái này đúng không? Chuyển đổi, chuyển từ một này sang một khác. Cái 100% đó là gì á? À, đó, 100% này là cái độ phôi sáng cái màu ấy. Đây, mình chụp hai màu, giảm cái độ này xuống thì cái màu nó sẽ giảm, nó khác đi, khác màu nó đi. Thấy không? Nó khác cái màu đó đi này, 60 này nó đậm lên, 80 đậm lên. Còn một cái bên cái prototype nữa là chuyển từ chain này qua chain khác ha. Giờ mình làm một cái chain đăng nhập đi, mình tạo ra một cái desktop này. Đây, mình sẽ cho nó là stone trắng này, còn gặp lại trong này nó còn mờ, chọn cái là màu xám, xám. Đây, đây là cái trang login, mày chuyển từ trang này qua trang này á, tôi muốn bấm vô cái hình người này đây, để mình chuyển qua trang này thì mình nhấp vô đây, mình chọn qua prototype, bấm vô interaction là kiểu này, click là khi mà bấm vào á thì nó mới chuyển navigate to là đi đến cái trang khác. Đây mình đi đến cái trang desktop 2 nè. Đấy, xong rồi mình chỉnh vô đây. Bấm vào cái chữ login này thì nó sẽ bay về cái trang ban đầu là trang desktop 1. Thử luôn nha. Chạy cái desktop 1 này. Đây thì là cái trang desktop 1 nè, bấm vô cái hình người nè, nhảy qua trang login nè, bấm vô chữ login, quay về trang này lại. Đây là một phần bên cái prototype. Prototype này nó còn nhiều cái lắm. À, còn một cái nữa là ví dụ đi cái này đi thì ở trong này nó hỗ trợ cho mình cái CSS luôn. Đây, bấm vào chữ bên inspect là nó cho mình biết nè, độ dài nè, chiều cao này, cách top bao nhiêu, cách trái bao nhiêu,
rồi cái mã CSS này, CSS cho cái ảnh làm sao để nó ở chỗ này nè, thì cái này cũng tương đối thôi, tùy theo cái lúc mà mình làm cho cái á thì nó kiểu gì. Đây nó CSS này, để ra cho mình cái CSS này luôn. Nhiều cái khó như là làm một cái hình tròn mà kiểu kiểu có bóng có đồ ấy, thì cái CSS nó sẽ khó. Còn mấy cái này, cái này thì cũng bình thường thôi, tôi tự làm trong kia cũng được. Đây nè, mấy cái CSS này là mình viết code vô nó thay đổi luôn à vừa? Đúng rồi, mình viết ở trong cái web của mình á, xong rồi cái này là bên cái CSS sao cho nó ra được cái hình như gì. Đây nó ra một cái hình này, chiều dài, chiều cao, chiều dài, cách top, cách trái, cách phải này, cách trái và cách top là cách ở trên á, cách ở trên bao nhiêu á. À, không, ý là giả sử mình không biết chức năng nó ở đâu á, mà mình biết cái thuộc tính CSS của nó, mình viết CSS với khung đấy thì ở bên đây nó có thay đổi không? À không được, bên này á là từ mình tạo điều kiện ra cái này đúng không, xong rồi mình làm ra một cái hình này đúng không, thì nó sẽ cho mình cái CSS của cái hình này. À rồi, ok, hiểu rồi. Tại mấy cái này là mấy cái hình đơn giản cho nên không cần cái đó. Có nhiều cái khó lắm như là hình mặt trời mà có mấy tia sáng rồi đồ chẳng hạn, mấy cái hình lon lon màu ở ngoài á, thì cái đó rất là khó làm bên cái CSS kia. Cái này nó hỗ trợ cho mình cái CSS này rất là hay hơn. Cái là chỉnh XY này, Y này, chỉnh độ dài và chiều cao cho thằng này. Đây là 667 đúng không? Mình không thích kéo kiểu kia thì mình chỉnh vô trong này làm ngày đi. Đây, chỉnh ra cho mình. Đây cho mình 667. Đây là nghiêng theo một góc. Đấy, nghiêng theo một góc 30 độ. Bấm lưu cái ảnh nó chỗ nào vậy ông? Gì vậy? Mình bấm lưu lại thì nó cái ảnh mình bấm chỗ này rồi. Lưu thì lại hả? Mình làm cái gì là nó tự lưu lại cho mình rồi. Mình không, sửa nó, vậy nó cũng lưu về file, nó lưu thành một cái file về cái điểm mình luôn á. File về cái điểm mình hả? Thì để hồi nãy ông cái này ông Lâm hỏi á, lưu về xong nó lưu như mình cái ảnh đó, mình bấm lưu à, này. À mình lưu mình lấy cái ảnh này đúng không, mình muốn lấy cái hình này thành một cái hình đúng không? Đúng rồi. Lấy cái desktop 1 này thành một hình, mình bấm vô cái đây nè, muốn lấy cái desktop 1 bấm vô cái desktop 1 nè, mình kéo xuống cái này có một cái Xbox, bấm vô cái Xbox này, bình thường nó sẽ như vậy nè. Bây giờ bấm vô cái Xbox này, bấm vô thì chỗ này mình chọn vertical, nó chọn sẵn mà bấm export desktop -1 nè, bấm vô đây, ở đây là đặt tên để gì luôn, đây mình xây về nè. Đây bây giờ mình bỏ cái hình đó lên nè, đây hình ở đây, đây nó là cái hình cho mình nè. Okay, okay. Mình lấy cái hình này mình add cho Word để mình làm cái assignment giai đoạn 1 á. Cái assignment 1 mình chỉ thiết kế layout thôi đúng không? Mọi mình thiết kế layout với lại cái gì nữa là trình bày cái mong muốn của khách hàng với lại cái thiết kế của mình ra. Như là ở Xem Hình Giai Đoạn 1 chỉ cần thiết kế cái trang chủ với lại cái những thiết kế layout trang chủ thôi là được, trang chủ với lại trang đăng nhập. Tùy theo thầy yêu cầu mấy trang. Mọi người còn hỏi gì nữa không? Hỏi gì nữa không mọi người? Nhớ lại nha, cần chô lăn chuột này là để phóng to phóng nhỏ. Shift lăn chuột là để đi qua đi lại. Cần chô shift alt để chọn nhiều cái cùng lúc. Chưa? Đây, thành chỗ này. Đây.
chỗ này là để bo góc, chỗ này chỉnh chiều ngang, chỗ này chỉnh chiều cao, rồi fill này chỉnh màu, stone này là chỉnh cái viền bao quanh, rồi cái chỗ này là chỉnh cái độ mờ của cái viền, độ mờ độ đậm của cái viền, expect là chỉnh bóng, rồi chỉnh kiểu chữ nữa. Bên chữ thì có Roboto này, đây test Roboto này, chỉnh nhiều chữ khác nhau, chọn lại chữ này đi. Đây đây là chữ nghiêng này, đây là kiểu chữ, đây là cỡ chữ, rồi đây là gì, đây là canh giữa, canh phải, trái, dính lên trên này. À, dính ở giữa nè, dính xuống dưới nè, này trong này gạch chân nè, gạch giữa nè, gạch giữa này dùng để cho mấy cái mà bán hàng ấy, mà gạch giá cũ đi, à, danh sách, à, số 1, số 2, rồi hết rồi đấy. Hãy chờ đây mọi người. Có những thứ đó rồi. Chào mọi người có câu hỏi nào nữa không? À, ông ơi. À. À, bờ assignment đó, mình chỉ cần lồn một cái trong desktop 1 đây thôi phải không? Hay là cần phải lồn các chức năng như là ông lồn thêm cái desktop 2 đó? Cái đó tôi cũng biết, tôi cũng chưa biết nữa. Chữ ghi của tôi đúng một không? Tôi mới làm một trang chủ. Ờ, như Vũ nói một chủ chắc thôi. một trang chủ thôi, chỉ cần một trang chủ như vậy là được. Cảm ơn ông. Hãy nói chắc hỏi thầy đi cho chắc không? Vũ này nó hên xui lắm. Để tao hỏi thầy rồi, bị điên rồi. Thầy kêu một trang chủ hả? Nhắc với thầy coi không? Thầy kêu một trang chủ đúng không? Ừ, nói chẳng hôm thôi nè, tao hỏi chẳng hôm thôi hát thầy thì nó ừ đúng rồi em. Rồi, chắc chắn đó con. Mọi người bây giờ đi thì cứ kiếm Vũ mà quýnh đó nha. Bốn lớp lại nó Vũ. Bốn lớp lại nó phải một mình lớp mình đâu. Rồi, mấy mọi người cứ hỏi cái thầy mà dạy mọi người ấy cho nó an toàn ha. Tùy mỗi người yêu cầu một cách khác nhau. Như thầy mình chỉ yêu cầu một trang chủ thôi, còn mấy cái thầy khác thì không biết nữa. Cái ai rảnh code luôn đi, code hết trơn luôn đi. Code đi giai đoạn 2 khỏi code. Nói hay quá. Còn câu hỏi gì nữa không mọi người? Mọi người tắt này thì nó sẽ cái dự án của mọi người mới tạo ra nó ở đây nè. Đổi tên cho dự án bấm vô đây nè. Đổi gì cũng được. F1 đi. Hãy đổi tên. Rồi. Background này là chỉnh cho cái màu ở ngoài để mình nhìn như thế nào đây. Test rồi đó mọi người ơi. Cái bàn nó có nhiêu đó rồi. Rồi ok vừa. Cái phim ma này nó có cài đặt rùm rè không? Hay là mình chỉ còn đeo về thôi vừa? Chỉ còn đeo về thôi hả? À? Không có cài gì hết á. À, một là một người đeo theo cái link đó, hoặc hai là một người lên mình gọi gõ phim ma chắc con. Ở đây đăng ký đây. Vô đây mình đăng nhập bằng cái Google của mình ấy. Google email của FPT này. Nhà máy MVT thì nó cũng ra y chang cái giao diện ở trên lúc mình tải về vậy á. Y chang nó khác gì đâu. Nhưng mọi người còn phải tạo một cái có tạo không? Mình như không cần tạo gì hết á.
còn vô và làm thôi, làm ra xong nó tự lưu lại cho mình ở đây, làm trên web cũng được hoặc là tải về máy làm cho nó tỷ cũng được. Link nó ở đâu em? Link tải đúng không? Link tải đây nè. Có cả link tải nè. Ok. Mọi người có câu hỏi nào nữa không? Đây, đi chơi nhau mà, giao diễn đi chơi nhau đó. Đấy chị đó. Đây cho mọi người. Nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì mình dừng ở đây nha. Không hết gì để nói rồi. Chắc là dừng ở đây đó mọi người ơi. Mình dừng cái decor. Dừng cái decor đi.